Da dầu nhờn thì bắt đầu từ đâu ạ? À? Bạn này bạn đang hỏi là tóc bết hay là da mặt hay là da người? Mình thì mình đang không hiểu cái câu hỏi của bạn lắm, nhưng mà về cơ bản thì cái kênh của mình đang hiện tại chia sẻ về tóc và cũng như là những cái vấn đề về tóc. Và nếu như mà da đầu của chúng ta nó bị nhờn ấy, bị dễ bết ấy, thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải tìm cách làm thế nào để có thể kiểm soát được cái dầu ở trên da đầu của chúng ta, đúng không ạ? Và khi mà tóc của các bạn nó dễ bị bết và dễ bị gãy rụng ấy, thì cái việc đầu tiên là các bạn cần phải chú ý về bước làm sạch. Cái bước làm sạch đầu tiên để làm gì? Làm sạch để giúp loại bỏ các cái tế bào chết cũng như là các loại dầu thừa trên da đầu của chúng ta. Thế thì cái bước làm sạch đầu tiên chúng ta cần nó là những cái gì? Điều đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại dầu gội mà nó không chứa quá nhiều cái thành phần silicone. Cái thành phần silicone nó là một cái thành phần làm cho tóc của chúng ta nó tạo ra một cái hiệu ứng rất là mượt ban đầu khi vơi gội xong, thế nhưng mà lại dễ bết, đúng không ạ? Và chính vì cái silicone này nó cũng rất là dễ làm cho bít tắc cái nang tóc và làm cho cái dầu thừa nó tiết ra nhiều hơn và làm cho tóc ta dễ bết hơn. Vì vậy nên là mình có một cái lời khuyên từ cái bản thân của mình với những cái sự trải nghiệm của mình ấy, thì mình lựa chọn những cái loại dầu gội mà nó chứa cái những cái thành phần ít cái thành phần hoặc là không có chứa thành phần silicone và chứa những thành phần organic. Ở đây ấy, thì mình có recommend với tất cả mọi người là sử dụng cái loại dầu gội Antisol của nhà IK Pharma này ấy. Trong này thì nó chứa những cái thành phần organic và nó có chứa cây Gurizum của Ấn Độ, và cái loại cây đó là có thể là gì ạ? Xử lý các cái vấn đề nấm và gầu. Đấy. Và đặc biệt nữa là cái sản phẩm này khi mà mình gội ấy, thì mình thấy được là cả một ngày tóc của mình nó không được suôn mượt như là cái dầu gội có chứa nhiều silicone, nhưng nó lại làm cho cái việc mà tóc bết nó được hạn chế đi rất là nhiều luôn. Đó. Rồi bên cạnh đó thì mình có tẩy tế bào chết da đầu đấy, một tuần khoảng 2-3 lần. Thì mỗi một lần mình tẩy tế bào chết da đầu xong ấy, thì thứ nhất là mình cảm thấy được là tóc của mình nó rất là sạch, gọi là sạch sâu ấy. Cái da đầu mình rất là sạch sâu. Thứ hai nữa là gì? Là những cái tế bào chết nó được loại bỏ đi và mình cảm thấy rất là thông thoáng cái da đầu của mình. Đó. Và thường ấy thì mình gội đầu thì mình sẽ gội vào buổi sáng, và hôm nào mình chơi thể thao buổi tối thì mình gội thêm buổi tối nữa. Tức là một ngày mình sẽ gội 2 lần. Thực ra nó cũng không có bị ảnh hưởng gì cả khi mà mình gội 2 lần đâu. Nếu như da đầu mình để bẩn ấy nó còn ảnh hưởng nhiều hơn. Nên là cái việc mà sạch nó là rất là quan trọng. Và cái thứ hai nữa là để mà kiểm soát dầu ấy, trong cơ thể chúng ta kiểm soát tiết dầu ấy, cái tuyến dầu nhờn ấy, thì chúng ta cần phải có sử dụng những cái gì mà liên quan đến chứa kẽm đó, bởi vì cái kẽm sẽ giúp kiểm soát dầu thừa tương đối là ok. Thế thì hiện tại một ngày mình đang sử dụng cái DHT Blocker Good Hair này, nó vừa là bổ sung các loại vitamin nhóm B, vitamin D3, vitamin A, rồi thì kẽm đấy, trong này có chứa 15mg kẽm, thì mình vẫn sử dụng nó hàng ngày và mình thấy được là cái việc kiểm soát dầu đối với mình ấy, nó khá là hiệu quả khi mà mình bổ sung có cả kẽm. Và cái này nó còn ức chế cái DHT nữa, nên là ức chế DHT bằng thực vật nhé, bằng cây cọ lùn nhé, nên là nó cũng khá là an toàn và chúng ta có thể duy trì nó sử dụng. Và mình duy trì nó đến bây giờ là cũng, nếu mà tính tổng thời gian mình duy trì cái DHT blocker này thì nó rơi khoảng tầm 7-8 tháng. Đấy, còn tổng thể mình dùng DHT blocker thì được khoảng 1-4 tháng. Ngày trước thì mình dùng cái organic DHT blocker này, nhưng mà cái này chỉ chứa 3 thành phần thôi mà không chứa kẽm. Ngày xưa thì mình cần phải bổ sung thêm cả cái kẽm 50mg này nữa, nhưng mà cái này thì chúng ta chỉ được dùng 3 tháng và chúng ta sẽ phải nghỉ 3 tháng bởi vì là cái hàm lượng kẽm nó hơi cao. Rồi, đấy. Hoặc là nếu như mà bạn không dùng cái này thì bạn có thể sử dụng cái kẽm này cộng với cả cái organic DHT nếu mà tóc bạn đang bị rụng tóc và thậm chí là đang bị thưa tóc nhá. Đấy, thì đây nó là một cái mà các bạn sẽ cần phải lưu ý. Đấy, còn khi mà trong cái quá trình bạn muốn mọc tóc thì không thể thiếu được đó là cái minoxidil rồi. Đấy, minoxidil thì nam giới 5%, nữ giới là 2%. Đấy, nam giới dùng một lần một ngày, nữ giới dùng 2 lần một ngày nhá. Đấy, thế thôi. Về cơ bản để kiểm soát dầu thừa trước khi mà chúng ta muốn là gì, tóc chúng ta mọc nó ổn định cũng như là bền vững, thì đây là những cái recommend mà từ bản thân mình. Có thể bạn không dùng kẽm này thì bạn dùng cái organic, dùng cái DHT và blocker good hair này là ok nhá, để mà vừa hỗ trợ kiểm soát dầu thừa tương đối là ok nhá. Rồi, nếu mà bạn có thêm câu hỏi gì thì bạn comment nhá, mình sẽ cố gắng để có thể chia sẻ với bạn cũng như là chia sẻ với tất cả mọi người bằng những kinh nghiệm, trải nghiệm, bằng những kiến thức mà mình đã có trong suốt quá trình mình xử lý vấn đề rụng tóc hói đầu cũng như làm đẹp. Và mình là Nam, mình thích làm đẹp.